Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày đầu tiên của năm mới 2017, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý khán thính giả một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin dành phần lớn thời lượng để nhìn lại những thành tựu cơ bản trên các lĩnh vực của tỉnh Quảng Trị trong năm 2016 và một số mục tiêu giải pháp lớn trong năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2015-2020. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Quảng Trị còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đổi mới quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy và của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự nỗ lực đoàn kết, phấn đấu của cả cấp, cả ngành và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục có bước chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trên lĩnh vực kinh tế, năm 2016, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng toàn tỉnh đã thực hiện 18 trên 26 chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt và đạt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,5%, thu ngân sách nội địa vượt 10,5% dự toán trung ương và bằng 100% dự toán địa phương. Các mô hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ khí sửa chữa nhỏ và làng nghề được chú trọng phát triển. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 48 làng có các nghề đang hoạt động, trong đó có 15 làng có nghề truyền thống. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2015. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tiến bộ. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sự cố môi trường biển, bệnh dịch phát sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Với sự chủ động trong công tác điều hành và tổ chức thực hiện, nhất là chủ trương chuyển đổi hình thức sản xuất phù hợp, xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, nên sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản từng bước vượt qua khó khăn. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 6.379 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm trước. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2016, toàn tỉnh đã công nhận 29 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, riêng năm 2016 có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ những nút thắt trong cải thiện môi trường kinh doanh. Trong năm, đã có gần 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng 0,4% về số doanh nghiệp thành lập mới, tạo việc làm mới cho hơn 3.000 lao động. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục tiếp tục được củng cố và nâng cao. Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp các cấp học đạt cao, riêng bậc trung học phổ thông đạt 90,86%, tăng 0,69% so với năm trước. An sinh xã hội trên địa bàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2016 giảm từ 15,43% xuống còn 13,74%. Trong năm đã giải quyết việc làm mới cho gần 11.000 lao động. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, chính quyền tiếp tục được tập trung chỉ đạo toàn diện. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hướng về cơ sở, thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, dự báo tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi quyết tâm chính trị mạnh mẽ và những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Sau đây là những mục tiêu giải pháp lớn của tỉnh Quảng Trị trong năm 2017. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển cơ bản. Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 6,5 đến 7% so với năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng mỗi người một năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 220 triệu đô la Mỹ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.296 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt đạt 25 vạn tấn, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2017 là 31,6%, tạo việc làm mới cho hơn 9.500 lao động. Năm 2017 đã bắt đầu với niềm phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được, với niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng. Toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị đang mong muốn, kỳ vọng vào những thành tựu quan trọng trong năm 2017 nhằm tạo ra sự đột phá mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị. Sau đây là ý kiến của một số người dân mà phóng viên chúng tôi vừa ghi nhận được trong ngày đầu tiên của năm mới.
Chúng ta đang sống vào những cái thời khắc đầu tiên của năm mới. Thì bước vào năm mới, bản thân tôi là cầu mong là sang năm mới đất nước chúng ta sẽ có nhiều cái sự phát triển, có nhiều tiến bộ hơn so với năm 2016. Cầu chúc cho mọi người sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Tôi cũng mong là sang năm mới 2017, tôi cũng muốn là cửa khẩu mình sẽ phát triển hơn, dẫn đến là những kiểu lượng khách qua lại sẽ nhiều hơn. Và tôi mong là việc làm ăn của tôi sẽ phát đạt hơn. Là một người nông dân, năm mới 2017 này thì chúng tôi cũng mong muốn rằng với thời tiết thì phải mưa thuận gió hòa để cho bà con sản xuất kinh doanh thuận lợi, và cũng mong muốn rằng là cái giá cả nông sản của bà con nông dân là ổn định để bà con là nâng cao cái thu nhập của mình, nhằm đồng thời là xóa được đói giảm được nghèo, góp phần là xây dựng thành công cái nông thôn mới. Tôi mong muốn 2017 này tỉnh Quảng Trị mình như là làm sao mà giảm được hộ nghèo mà tăng lên là hộ khá. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai là nhà nước cũng phải hết sức quan tâm thêm, tức là các ban ngành đoàn thể ở cấp tỉnh cũng như ở cấp huyện để đầu tư thêm, để là cái từ đó mà bà con chúng tôi là có công ăn việc làm để phát triển đi lên. Chúng tôi mong muốn là trong năm 2017 có nhiều công trình và nhiều tòa nhà được mọc lên để làm thay đổi bộ mặt của quê hương đất nước. Thứ nhất, thứ hai là tạo công ăn việc làm ổn định cho anh em chúng tôi. Tôi thấy trong giai đoạn khó khăn, các chính sách của tỉnh, điều hành quản lý của tỉnh hiệu quả và thực chất hơn, và các thủ tục về hành chính, ưu đãi về thuế, hỗ trợ về vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Mong rằng năm 2017 tỉnh nên hỗ trợ các diễn đàn khuyến khích người Việt dùng hàng Việt nhiều hơn. Doanh nghiệp chúng tôi đặt ra cho cái kế hoạch phát triển của năm 2017 là tăng trưởng 30%. Thì ngoài để đạt được cái mục tiêu này thì ngoài cái nỗ lực của về phía doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất muốn về phía tỉnh có thuế suất ưu đãi, có các cái gói vay vốn hấp dẫn. Chuyển sang một thông tin rất đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Đắk Rông, mùng 1 tháng 1 năm 1997, mùng 1 tháng 1 năm 2017. Phóng sự sau đây sẽ ghi nhận vài nét khái quát về những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đắk Rông đã đạt được trong 20 năm qua. Là một huyện miền núi với trên 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, từ ngày mới thành lập, huyện Đắk Rông có xuất phát điểm rất thấp, điều kiện kinh tế xã hội còn kém phát triển, trình độ dân trí thấp, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp gắn liền với tập quán đốt nương làm rẫy, thu nhập bình quân đầu người còn quá thấp so với bình quân chung của cả nước và của tỉnh, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc chiến với đói nghèo là vấn đề cấp thiết nhất xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo chỉ đạo của toàn Đảng bộ huyện Đắk Rông. Từ đó xây dựng nhiều nghị quyết chuyên đề về xóa đói giảm nghèo phù hợp với từng vùng. Công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nên có tác động rất lớn đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo của người dân. Từ đó nhiều người dân đã biết vươn lên để thoát nghèo. Từ ngày thành lập đến nay nhìn lại là cái, mặc dù là còn cái nhiều khó khăn, còn một cái huyện nghèo nhất của cả nước, nhưng mà so với trước là đời sống của dân bây giờ cũng là được cải thiện hàng chục lần. Sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đắk Rông đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, thử thách và thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng từ 27,5 tỷ đồng vào năm 1997 lên 652,51 tỷ đồng vào năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 0,70 triệu đồng vào năm 1997 lên 15,2 triệu đồng vào năm 2016. Tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp những năm sau được ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp năm 2016 ước đạt 88,31 tỷ đồng. Trước đây thì Đắk Rông có thể nói là một cái địa bàn trắng về lĩnh vực về ngành công nghiệp. Thì cho đến nay thì ngành công nghiệp của huyện, đặc biệt là ngành công nghiệp khai khoáng, rồi như vậy là công nghiệp điện thì cũng đã hình thành và phát triển. Đồng thời với nó thì các cái hoạt động về khuyến công để khôi phục phát triển các làng nghề, các ngành nghề trên địa bàn huyện cũng được quan tâm đầu tư. Đến năm 2013
là cái năm đầu tiên thì cái tổng thu ngân sách trên địa bàn đã vượt qua cái ngưỡng 10 tỷ và năm 2015 thì như vậy là đã trên 15 tỷ. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng bằng niềm tin và sức mình của hội đại đoàn kết, của cả hệ thống chính trị, cùng sự nỗ lực của toàn dân, tin tưởng rằng Đắk Rông sẽ thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng ngày một tươi sáng hơn. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập trong phần đầu của chương trình thời sự, năm 2016, Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong những thành tựu ấy, dấu ấn mới mẻ và nổi bật nhất chính là tinh thần quyết liệt, khẩn trương, sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Dấu ấn này đang được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng tạo ra bước đột phá mới cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Năm 2016 là một năm nước ta gánh chịu nhiều thiên tai và nhân hòa nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Ngay từ đầu năm, thiên tai khô hạn diễn ra ở duyên hải miền Trung Tây Nguyên, hạn hán và xâm nhập mặn trăm năm mới gặp ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau đó là sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh Bắc miền Trung. Những tháng cuối năm là lũ lụt ở nhiều tỉnh Bắc và Nam Trung Bộ. Thiên tai và nhân hòa đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn về kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người dân. Đối với tỉnh Quảng Trị, ngoài ảnh hưởng của tình hình trên, thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, lũ lụt, đặc biệt là sự cố ô nhiễm môi trường biển đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân. Thực tế đó đã đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị địa phương những nhiệm vụ to lớn và cấp bách. Cần có bản lĩnh vững vàng, sự nhạy bén, kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Với tinh thần đổi mới quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực đoàn kết phấn đấu của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2016 tiếp tục có bước chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong 26 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2016 có 18 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và 5 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện. Những kết quả ấy, mặc dù chưa đạt được tất cả mục tiêu kế hoạch đề ra, song trong bối cảnh nhiều khó khăn thử thách, thì đó thực sự là thắng lợi có ý nghĩa to lớn, thể hiện tinh thần và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân của cả hệ thống chính trị, là thắng lợi của đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp. Có thể nói rằng, ấn tượng mới mẻ và sâu sắc nhất trong năm 2016 là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thể hiện rất rõ tinh thần quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, sáng tạo với ý thức trách nhiệm cao và khát vọng cống hiến vì sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà. Các cấp bộ đảng, chính quyền, các đồng chí lãnh đạo, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí, hướng mình về cơ sở, đồng hành với nhân dân, vì nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết về kinh tế xã hội, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực. Điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế năm 2016 của tỉnh là việc Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập và phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với vai trò là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, có tính đột phá của tỉnh Quảng Trị. Cảng biển lớn của vùng Trung Bộ, phát triển đô thị và những ngành kinh tế khác gắn với hành lang kinh tế Đông Tây tạo tiền đề cho việc kêu gọi đầu tư. Bên cạnh đó, thực hiện chủ đề năm 2016 là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều chủ trương chính sách quan trọng và tập trung triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được kịp thời giải quyết. Lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có nhiều buổi làm việc để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính phủ, các bộ ngành trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động đầu tư, kinh doanh ở khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, xây dựng kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu quốc tế La Lai, phê duyệt quy hoạch chung và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng khu kinh tế Đông Nam, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, tham gia hội nghị về hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch
lao động và truyền thông giữa ba tỉnh Quảng Trị, Savannakhet, Lào và Mục Đa Hàn, Thái Lan. Tổ chức các đợt nghiên cứu, khảo sát, xúc tiến đầu tư tại các địa phương trong nước và quốc tế. Đồng thời mời gọi nhiều địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Quảng Trị để tìm hiểu, thiết lập các mối quan hệ hợp tác và xúc tiến đầu tư, v.v. Kết quả là nhiều nhà đầu tư có năng lực, uy tín trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Trong số này phải kể đến tập đoàn BKMX Bình Dương, tập đoàn Semcorp, tập đoàn Amata Thái Lan, tập đoàn Gazprom Cộng hòa Liên bang Nga, tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, tổ chức quản lý cảng biển Hàn Quốc. Tinh thần nhạy bén, linh hoạt của lãnh đạo tỉnh và cả cấp bộ đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Quảng Trị còn được thể hiện sinh động qua việc ứng phó và xử lý sự cố ô nhiễm môi trường biển do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra đối với các địa phương ven biển 4 tỉnh Bắc miền Trung. Ngay từ đầu, cả hệ thống chính trị địa phương đã vào cuộc quyết liệt và đồng bộ để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã hỗ trợ cho người dân vùng biển gần 3.000 tấn gạo và gần 12 tỷ đồng hỗ trợ một lần cho tàu thuyền tạm ngừng khai thác. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vận động ủng hộ nhân dân vùng biển hơn 12,5 tỷ đồng và trên 90 tấn gạo. Hỗ trợ 16 xã thị trấn ven biển mỗi địa phương 200 triệu đồng để xây dựng mô hình chuyển đổi sinh kế. Chỉ đạo các ngành địa phương khẩn trương xây dựng đề án chuyển đổi sinh kế cho người dân. Thực hiện miễn thu học phí năm học 2016-2017 đối với học sinh vùng biển. Tổ chức thống kê thiệt hại và thực hiện bồi thường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, trước khi có các chính sách hỗ trợ của Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo trích ngân sách và huy động nguồn lực tại địa phương để cứu trợ khẩn cấp cho bà con ngư dân. Đồng thời, hỗ trợ người dân tập trung mở rộng ngư trường đánh bắt, khai thác thủy hải sản xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá, dịch vụ du lịch, đào tạo chuyển đổi nghề, đồng viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, phục vụ sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Những việc làm khẩn trương, tích cực, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân các địa phương ven biển từng bước ổn định đời sống, phục hồi, phát triển sản xuất, đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đảng, chính quyền. Tinh thần trên dưới một lòng, đồng thuận ấy đã thể hiện qua kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân cả cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99,5%, bảo đảm bầu đủ số lượng, thành phần, cơ cấu, không có đơn vị bầu cử phải bầu cử lại hoặc phải hủy kết quả do vi phạm pháp luật. Ngày 22 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đã cho thấy sự ghi nhận của Trung ương đối với những nỗ lực tích cực của tỉnh Quảng Trị trong việc xử lý và khắc phục hậu quả của sự cố môi trường biển, đặc biệt là các giải pháp an dân và vì dân. Khép lại năm 2016, những kết quả đạt được, mặc dù chưa tròn vẹn như mục tiêu kế hoạch đề ra, song nó thực sự có ý nghĩa to lớn, tạo nên một động lực mới cho tiến trình đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, tinh thần quyết liệt, khẩn trương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự linh hoạt, nhạy bén trong hành động của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tạo nên những dấu ấn mới, những kết quả sinh động, lạc quan trong bức tranh chính trị, kinh tế, xã hội địa phương. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị ngày 30 tháng 11 năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã một lần nữa nhấn mạnh đến tinh thần khẩn trương quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ năm 2017 của đội ngũ cán bộ đảng viên và cả hệ thống chính trị. Nếu như chúng ta nói là năm 2016 là năm khởi đầu, năm để tập trung phân tích điểm nghẽn, lợi thế, năng lực xác định, thì chúng ta đã thấy rồi. Cho nên là 27 là phải cái quyết liệt của chúng ta đây. Tới đây sẽ tính lại cái chủ đề năm hôm nay chưa được bàn, sau này có thể bổ sung. Nhưng mà hướng chính là phải này, phải tạo được, nói một cách như này là tạo một dòng chảy xuyên suốt để mà thúc đẩy kinh tế. Còn dòng chảy cái gì như thế nào, điểm nghẽn có gỡ được hay không, thì cục máu đông là thở như thế nào thì kể đó phải tính. Thì nhưng mà tinh thần là phải quyết liệt. Do vậy chúng tôi đang đề xuất là Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư sẽ có phiên làm việc với lãnh đạo tỉnh
thì chúng ta phải trình cho được cái chủ trương chính sách để được sự ủng hộ và được sự quan tâm của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư. Cái này là không có. Cho nên là vấn đề nhiệm vụ chính ấy, là phải nghiên cứu đề xuất được cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Quảng Trị để tạo điều kiện cho Quảng Trị phát triển. Thì tôi nghĩ là cái giải pháp này quen được phải tính toán để bổ sung. Nếu viết rồi thì phải viết cho rõ hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải thể hiện được cái tinh thần quyết liệt, cầu thị, nghiêm túc và cũng minh giang nhận khuyết điểm trong cuộc làm việc. Có lúc này lúc khác, các đồng chí không ai toàn diện cả, bí thư cũng thế thôi, chủ tịch cũng thế thôi. Thì bây giờ là chúng ta phải minh giang, sai thì ta sửa, báo cáo trước tỉnh ủy chúng tôi làm chưa được, chúng tôi có cái sai, nhưng mà chúng tôi không phải vì cá nhân, chắc chắn tỉnh ủy sẽ tha thứ, tỉnh ủy sẽ góp ý. Thì chúng ta phải tiếp liệt hơn, mà nghĩ đúng rồi thì phải làm, không được chây ý, không được cái kéo ra và không được cái gây khó khăn. Phải quyết tâm quyết liệt, đi đâu cũng phải thấy được cái không khí này, chứ không phải chỉ dừng lại ở một bộ phận lần đảng. Tinh thần, phong cách, khát vọng và niềm tâm huyết, tất cả vì sự phát triển tỉnh Quảng Trị đã và đang lan tỏa đến cả hệ thống chính trị, đến toàn thể cán bộ đảng viên, hứa hẹn tạo nên sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong năm mới 2017 và những năm tiếp theo. Một sự kiện bình luận đã kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.